Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm trước thì mình có hướng dẫn các bạn tham gia cái chương trình whitelist của cái dự án Sochic. Đây là một cái dự án top 1 trending NFT ở trên mạng Solana luôn mọi người nhé. Đây là một cái dự án rất là ok, các bạn cứ tham gia whitelist cho mình nhé. Khi nào trúng thì mình sẽ thông báo lên kênh của mình sau cho mọi người nhé. Bạn nào mà chưa làm cái dự án Sweet VZ này thì mọi người làm cho mình nhé. Sweet VZ thì nó có đánh spam đấy mọi người ạ. Đấy, cho nên là mọi người cố gắng nhé. Đây. Thì cái dự án này chỉ có 100 winner thôi mọi người ạ. Tức là cái whitelist của nó ấy, ở trên Chutspa nhé mọi người nhé. Đấy. Ok, tiếp theo thì hôm nay thì chúng ta sẽ làm một cái nữa là chúng ta kiếm point nhé. Tham gia whitelist IDO luôn, là cái dự án chính thức của nó. Vừa là tuyển rep đây, vừa là như kiểu là link rep luôn, vừa là như kiểu tham gia cái dự án của nó luôn. Còn cái mình chat ở whitelist kia là ở trên Chutspa nó lại khác nha mọi người nhé. Đấy, vào đây thì mọi người chỉ theo dõi một cái Telegram này cho mình nè. Các bạn ấn Join. Quay lại các bạn ấn vào Check. Ở dưới thì chúng ta sẽ đánh cái số này vào nhé. 3F Q Z 5X. Rồi. Đấy. So check Telegram. Rồi mà. Quay lại đây này thì mọi người ấn vào Little Brown để thấy những cái bạn mà top nhiều rep nhất là point thì mình chưa có gì nhá, phải giới thiệu bạn bè mới có point. Các bạn ấn vào Seal Messenger này. Ở đây thì chúng ta thấy là cái link giới thiệu bạn bè của mình ở đây. Cái này thì đăng ký nhá, pre-sale tức là đăng ký cái bán trước ấy, bán tối tối thiểu. Nói chung là kiểu bán ấy. Phải ấn vào chứ. Đây. Bán riêng chứ không phải là bán tối thiểu mà là bán riêng. Những cái bạn may mắn nhất thì bạn sẽ nhận được nè. Ở đây Sochic token public sale này. Pro. Chúng ta có thể đọc qua nhé. Ra mắt công khai của những người nằm giữ danh sách trắng này. Đưa vào danh sách trắng của chúng tôi phần thưởng này. Sự kiện mà thông báo này, các lớp đăng ký trước này. Cái này thì xong rồi nhé, đóng cửa rồi thì cái danh sách trắng thông thường này thôi, mình chỉ tham gia danh sách trắng thông thường thôi. Đấy, ở bên dưới là Glam nhé. Chúng ta sẽ làm cái tham gia cái Glam này. Ủa, cái gì đây? Cái này là cái gì? Từ chối kết nối á? Sao vậy? Con Glam này nó từ chối tôi luôn hả? Nó phải kết nối chứ nhỉ? Ủa? Here. Tôi vào hẳn đây xem nào. Mình cứ làm hai ACC nó đánh nhau đấy. Vào đây nha. Thuyền. 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 Làm ở trên Sochic NFT này luôn cũng được. Ôi, cái dự án này mà trúng IDO thì thôi các bạn cứ đồn tiền mà mua nhá. Không phải lo nha, dự án này ấy. Dàn backer hùng hậu luôn. Quảng cáo rất là nhiều luôn. Đấy, cho nên là mọi người cứ thế mà chơi đi. Sochic hôm trước cũng có một cái buổi livestream ở trên YouTube. Trời ơi má ơi. 21 giờ nữa là kết thúc thôi mọi người nhá. Chúng ta vẫn điền ví Solet. Trời ơi mạng ơi là mạng. Chạy gì mà cứ lành cành mãi không được vậy. Mọi người ấn vào đây. Trong này mà nó không hiện thì mình làm ở đây nhá. Không sao cả, nó cũng thế thôi. Mọi người copy lấy ví này cho mình nhá. Ví Solana. Mạng Solana nha mọi người. Đây, ấn vào đây. Dán vào đây cho mình. Đây là tên Telegram của mình nhá. Tên Telegram của mình không phải cái này. Đây là Telegram mới này. Mình sẽ edit. Diệp Vấn 2000. Trời ơi. Cái tên nghe kêu vãi. Đây. Ấn vào này nhá. Account này. 200. Nó hỏi là bạn mua bao nhiêu ấy. Kệ đi. Cứ điền vào. Ấn lưu lại nhá. Đấy, lại vượt qua các trang tiếp. Chiếc xe tải. Xe tải ở đâu? Đây. 1, 2. Cái nào nữa? 3, 4. Cái này là xe gì chứ?
1 2 3 4. Cái này là xe cứu hỏa ấy chứ. Vui lòng thử lại. Chuyến tàu. Tàu, tàu, tàu. Sai nữa thì đúng rồi. Ok. Chơi ạ. Đây, ở dưới đây. Nó có những cái nhiệm vụ này, trong bên này có không? Ở bên này có đây này. Đấy, cái này này thì nó cũng làm y chang như thế thôi. Đấy, nó cũng y chang này mọi người. Đấy, Telegram ID này. Viso này. Thế thì mình làm bên này cũng được nhá. Phải không vậy? 200 thôi chứ có phải 2000 đâu. Cứ copy cho nó khỏi sai mọi người ạ. 2000, chọn country Việt Nam, ấn vào đây tick save. Rồi, ok, chúng ta làm bên này nhé, tắt bên này đi cũng được. Thôi ví thì chúng ta đã ấy rồi nhá, đã theo rồi nhá. Bây giờ là visit website thôi. Mấy cái này thì tick B đi là được, tại vì là website mình đã chúng ta xem rồi. Cái này cũng visit Facebook thôi, continue. Visit YouTube thôi. Continue tiếp. Cái này thì join. Nó yêu cầu join là phải join nha mọi người nhé. Mấy cái này tắt đi nhé. Tao biết rồi, tao biết dự án rồi, tao không xem nữa đâu. Thế thôi. Thế mọi người ấn vào accept invoice nhé. Làm một ít trà cho nó tỉnh người nào. Đau đầu quá à. Quay đi chứ. Sao hôm nay nó cứ thịt lịt thế nào ấy nhỉ? Mọi người tích V nhá. Mọi người ấn vào red twin cái số chích này nhá. Cái này là chúng ta làm ở trên ấy nha mọi người nhá. Chúng ta làm ở trên nền tảng của nó luôn. Nền tảng dự án chính chính thức ở trên website của nó luôn. Là cái dự án này vừa tham gia kiếm point, vừa đua rep, lại vừa có cả whitelist nữa nha các bạn nhá. Đấy, thì còn cái lúc nãy mình nói với các bạn từ đầu ấy là cái dự án này này là làm ở trên block pa nhé. Ở tên cái gì nhỉ, quên mẹ tên nữa. Đâu rồi, rồi ở đây thì chúng ta theo theo dõi Twitter đi. Đây, cho tôi một cái link đi nào, bắt tôi làm hay thật. Các bạn cứ ăn continue cho mình nhé. Tí nữa mình làm sau. Cái này thì follow rồi nhé. Đây. Like retweet và tag ba bạn bè. Cái này mình retweet tin rồi, like vào đây, bình luận và tag cho nó ba bạn bè vào đây nhé. Còn em ơi. Một này. Hai này. Ba. Con em vào đi. Rồi, ok. Ok nhé các bạn nhé. Mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người cùng tham gia dự án này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nhé. Coi như là xong hết rồi nhé. Bên này cũng làm xong rồi nhé. Đây, thank you for Titan này. Đấy. Nó sẽ gửi email đến cái email của mình nhé. Đấy, chúng ta đã làm ở trên đăng ký. Chúng ta đăng ký cái Gram ấy. Chúng ta đăng ký cái Gram ấy là cái email nào thì mọi người phải check email đấy nhé. Đấy, ví dụ như lúc nãy mình đăng ký cái email nào thì mọi người sẽ check email đấy. Mai kia mà nó có trúng ấy thì nó cũng sẽ gửi email về đấy mọi người nhé. Đấy, nó gửi email về luôn ấy. Đây, mình là bị email này. Đấy, ký kết con này thì còn có khoảng lúc nãy mình xem là khoảng gần 1 ngày nữa thôi mọi người nhé. Các bạn làm nhanh cái dự án này nhé, sau là kết thúc đấy. Mà nào mà trúng cái dự án này thì mọi người nhớ là mua hết cho mình nhé, mua hết luôn. Nó cho 100 mua 100, cho 200 mua 200, cho 1000 mua 1000 luôn đấy nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.